Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ xem mẫu Land Rover Range Rover Evoque 2024. Hiện tại nhà phân phối Phú Thái đang có nhiều chương trình ưu đãi cho mẫu cũ. Bạn hãy nhanh tay gọi 0908045001 để biết thêm chi tiết nhé. Còn mẫu mới này, chúng ta xem có gì mới. Thông số của nó là bản quốc tế, chưa có bản chính thức về Việt Nam. Range Rover Evoque 2024 chính thức ra mắt tại thị trường Anh Quốc với những thay đổi chủ yếu về trang bị, trong khi ngoại hình vẫn giữ nguyên phong cách của thế hệ trước. Sự tương đồng về hình dáng có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, chiếc SUV cỡ nhỏ này đã trải qua một nâng cấp toàn diện, mang đến không gian nội thất tốt hơn cùng một số trang bị mới đáng giá. Kiểu dáng của Range Rover Evoque không có nhiều thay đổi, vẫn giữ được phong cách đặc trưng của dòng xe Evoque từ hai thế hệ trước. Mặt trước của xe có một số cải tiến, ví dụ như mặt ca lăng được thiết kế theo kiểu của Range Rover thế hệ mới, thay thế cho kiểu lượn sóng trên bảng tiền nhiệm. Mỗi bên đèn được trang bị với các module pixel LED, bao gồm tổng cộng 67 bóng LED có khả năng điều khiển chính xác. Điều này cho phép hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu sáng và thích ứng với các điều kiện vận hành của xe. Điều này mang lại hiệu quả chiếu sáng tối ưu và tăng cường độ an toàn cho người lái và các người tham gia giao thông khác, đặc biệt là trong các điều kiện đèn chiếu sáng yếu hoặc biến đổi nhanh. Hệ thống đèn pixel LED không chỉ mang lại khả năng chiếu sáng mạnh mẽ, mà còn tạo ra một phong cách thiết kế hiện đại và sang trọng cho Range Rover Evoque 2024. Hốc gió và cản trước hai bên vẫn được giữ nguyên, với lưới tản nhiệt kéo dài tương tự như trên phiên bản Evoque 2023. Chi tiết này có thể khiến nhiều người nhầm lẫn với bản trước đó, vì nó giữ lại một số đặc trưng của thiết kế trước đó. Thế hệ mới của Range Rover Evoque 2024 tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm nội thất và đáng chú ý là không gian. Thiết kế nội thất được tinh chỉnh để mang lại sự thoải mái và tiện nghi tối đa cho hành khách. Vật liệu cao cấp và chất lượng cao được sử dụng trong toàn bộ cabin, tạo nên một không gian sang trọng và đẳng cấp. Khoang nội thất của Range Rover Evoque 2024 được thiết kế với phong cách tối giản, tương tự như phiên bản Range Rover 2023 đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ năm 2022. Land Rover đã trang bị cho Evoque màn hình công cảm ứng kích thước 11,4 inch, một lựa chọn quen thuộc cho dòng xe này, kèm theo hệ thống phần mềm thông tin giải trí PV Pro 2 đạt thế hệ mới nhất. Hệ thống này tích hợp các điều khiển chính bao gồm điều hòa không khí, điều chỉnh ghế ngồi và cài đặt âm thanh, đồng thời hỗ trợ cả Apple CarPlay và Android Auto không dây. Điều này mang đến sự tiện lợi và tích hợp thông minh cho việc kết nối các thiết bị di động và trải nghiệm giải trí trên xe. Với màn hình công cảm ứng lớn và hệ thống phần mềm tiên tiến, Range Rover Evoque 2024 mang đến không chỉ một giao diện hiện đại và trực quan mà còn cải thiện khả năng điều khiển và tương tác người dùng, tạo ra một trải nghiệm lái xe tiện nghi và đáng yêu hơn. Bên cạnh đó, Range Rover Evoque 2024 cũng được trang bị các tính năng an toàn và hỗ trợ lái mới nhất. Hệ thống hỗ trợ đổ xe, cảnh báo va chạm và hỗ trợ điều khiển hành trình thông minh giúp tăng cường tính an toàn và sự tiện lợi trong quá trình lái xe.
đáng chú ý. Đáng chú ý, Land Rover cũng đã trang bị cho Range Rover Evoque 2024 tính năng sạc không dây, được đặt gọn dưới khu vực bảng điều khiển. Điều này cho phép người dùng sạc các thiết bị di động một cách tiện lợi và không cần dây cáp. Bên cạnh đó, Evoque 2024 còn được trang bị hệ thống Wi-Fi thông qua gói dữ liệu có sẵn với công nghệ eSIM. Điều này cho phép xe tự động kết nối với Internet mà không cần dùng đến thiết bị di động cá nhân và mang đến cho hành khách trên xe truy cập liên tục và thuận tiện đến các dịch vụ trực tuyến. Không chỉ là những cải tiến về công nghệ, thế hệ mới của Range Rover Evoque còn mang đến nhiều cải tiến đáng kể so với phiên bản trước đó. Nhờ những tính năng tiên tiến này, Evoque 2024 tạo ra trải nghiệm hiện đại, kết nối và tiện ích, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công nghệ trong xe hơi. Evoque 2024 có một loạt các hệ truyền động khác nhau, tùy thuộc vào từng thị trường. Một trong những tùy chọn là phiên bản P300e, được trang bị động cơ Ingenium 3 xi-lanh kết hợp với motor điện có công suất 108 mã lực và bộ pin 14,9 kWh. Khi hoạt động cùng nhau, hệ thống này cung cấp tổng công suất lên đến 305 mã lực. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,4 giây và có thể di chuyển lên đến 48 km chỉ bằng sử dụng điện. Đây là một tùy chọn hệ truyền động hybrid sạc điện, cho phép Evoque 2024 vừa tiết kiệm nhiên liệu với khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện trong quãng đường ngắn, đồng thời cung cấp hiệu suất vượt trội và khả năng tăng tốc nhanh. Tùy chọn này không chỉ hướng tới việc giảm lượng khí thải và ảnh hưởng đến môi trường mà còn mang lại trải nghiệm lái xe linh hoạt và kết hợp giữa hiệu suất và sự bền vững. Evoque mới cũng được trang bị hệ thống T-Drive Responder 2 của Land Rover. Hệ thống này cho phép người lái thay đổi các cài đặt xe tùy thuộc vào điều kiện vận hành, để đáp ứng tốt hơn với các điều kiện địa hình khác nhau. Evoque cung cấp một loạt các chế độ lái bao gồm Eco, Comfort, Drag Gravel Snow, Mud Truck, Sand, Dynamic và Automatic. Chế độ lái Eco nhằm tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu và giảm khí thải. Chế độ Comfort cung cấp trải nghiệm lái êm ái và thoải mái trên đường bình thường. Chế độ Drag Gravel Snow được thiết kế để cải thiện khả năng cảm ứng và định vị trên cỏ, sỏi và tuyết. Chế độ Mud Truck tăng cường khả năng vượt qua địa hình đầy bùn lầy. Chế độ Sand giúp tăng cường khả năng vận hành trên cát và sa mạc. Chế độ Dynamic tạo ra trải nghiệm lái thể thao và đáp ứng nhanh nhạy. Cuối cùng, chế độ Automatic cho phép hệ thống tự động chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau dựa trên điều kiện đường đi. Với hệ thống T-Drive Responder 2, người lái có thể tùy chỉnh xe để phù hợp với điều kiện địa hình và lối lái cá nhân, mang đến sự linh hoạt và ổn định trên mọi loại địa hình.